chuẩn bị sẵn cho anh em một cái bộ bài đây. Là tôi sẽ lấy những cái vị bất kỳ tôi test cho anh em. Tôi cắt vị trực tiếp ra tôi test cho anh em để anh em tham khảo. Cắt những cái vị trực tiếp về cho anh em, tôi bỏ mấy vị ra. Anh em lưu ý với tôi là anh em cứ mang cái máy này vào sân chơi, anh em cứ để kỹ, giấu kỹ ở trong người đấy, kể cả người ngồi đối diện hay là bên cạnh gì sờ vào người của anh em cũng không thể phát hiện được. Anh em báo máy nó báo rất là êm, rất là chuẩn xác đấy, rất là an toàn luôn. Hình thức chơi cái bộ môn sóc đĩa này thì nó như thế nào đấy, ví dụ anh em trong sân chơi của anh em là nhiều sân chơi của anh em là những anh em có sân chơi là chơi bằng vị lá bài, là vị bao thuốc, là vị quân đóm. Ví dụ hôm nay tôi test cho anh em vào cái vị lá bài, thì em chỉ cần khởi động cái máy lên, anh em bật chế độ quét. Đấy, bật chế độ quét, ví dụ như là anh em quét mặt trắng thì anh em quét đủ 4 mặt trắng cho tôi. Đây, như bây giờ tôi quét 4 mặt trắng này. Đấy. Anh em cứ để lên tầm 1-2 giây đấy, cho máy nó quét cho nó chuẩn xác đi. Đấy, tiếp tục quét này. Đấy, quét tiếp cho anh em này. Đấy. Khi anh em quét xong, anh em lại bật quay lại về mặt trước, anh em bật vào chế độ lưu. Anh em chỉ cần mang duy nhất cái máy này vào thôi, anh em cất kỹ trong người, máy nó sẽ báo rung cho anh em. Thì bây giờ tôi xin vào test trực tiếp cho anh em, tôi lại bỏ vào trong cái cốc này để tiếng rung nó vang vọng lên. Đấy, và hình thức chơi như thế nào thì như anh em tôi chuẩn bị cho anh em đây. Thì lẻ nó sẽ báo một rung, mà chẵn thì nó sẽ báo hai rung. Đây, tôi test cho anh em một vài ván để anh em tham khảo luôn này. Đấy, thì anh em đã thấy như vừa rồi thì máy nó báo là hai rung. Hai rung thì chắc chắn anh em đánh chặn anh em nhé. Mở cho anh em xem này, mở này. Anh em thấy chưa? Đấy, tứ tử đen. Đấy, rất là chuẩn xác. Đấy, test bán tiếp theo cho anh em xem. Anh em cứ đối chiếu những cái nhịp rung và đối chiếu vào cái nhịp rung này của nó thì anh em sẽ chơi được anh em nhé. Đấy, vừa rồi máy lại báo hai rung. Hai rung thì chắc chắn anh em lại đánh chặn anh em nhé. Đấy, đánh 1 tỷ bán chặn này cho anh em xem này, mở này. Anh em thấy chưa? Sấp đôi. Đấy, test bán tiếp theo cho anh em xem này. Thì anh em nào quan tâm cần tư vấn thì anh em cứ alo trực tiếp vào số điện thoại cho tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh em. Thì như vừa rồi thì anh em cũng thấy đấy, máy nó báo một rung. Một rung thì chắc chắn anh em đánh lẻ nhá. Đấy, bán này tôi sẽ bán nhà bán cửa đánh lẻ cho anh em xem này. Mở này. Anh em thấy chưa? Ba trắng. Đấy, rất là hiệu quả rồi. Khi anh em không chơi nữa thì anh em lại tắt cái máy này đi. Đấy, thì bây giờ là tiếp tục thì tôi sẽ test cái bộ môn tài xỉu này cho anh em. Tôi sẽ bỏ cái bộ môn sóc đĩa ra. Đấy, tiếp tục tôi test bộ môn tài xỉu này cho anh em. Đây, tôi sẽ lấy ba bộ bất kỳ. Đây, tôi lấy ra ba bộ bất kỳ. Đây, và cách thức sử dụng cái máy để chơi tài xỉu như thế nào thì nó cũng giống tương tự giống như hai bộ môn trước thôi. Anh em chỉ cần khởi động máy lên, anh em bật vào chế độ quét. Đấy, anh em ví dụ anh em chơi tài xỉu thì anh em chuẩn bị trước một cái hồ tài xỉu nhà cho tôi đây. Đấy, anh em quét đủ 6 mặt cho tôi. Đấy, quét mặt 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, khi anh em quét xong đấy, anh em quay về mặt trước, anh em ấn thêm một lần nữa, nó sẽ vào chế độ lưu. Anh em lại mang cái máy này vào sân chơi thôi. Anh em cứ cất kỹ trong người, nó sẽ phân tích, nó báo rung cho anh em. Và cách thức chơi cái bộ môn tài xỉu như nào, đây tôi sẽ chuẩn bị sẵn những cái nhịp rung để cho anh em tham khảo đây. Như mà anh em chơi tài xỉu thì là tài nó sẽ báo hai rung, mà xỉu nó sẽ báo một rung. Đây tôi sẽ test luôn cho anh em, để anh em không phải chờ đợi lâu, tôi sẽ bỏ vào trong cốc này. Nhịp rung lại vang lên anh em, cho anh em tham khảo, test cho anh em này. Đấy, anh em cứ đối chiếu anh em đánh anh em nhé. Như vừa rồi ấy, thì anh em cũng thấy là máy nó báo rất nhanh. Như vừa rồi thì máy nó báo một rung. Một rung thì anh em đánh xỉu anh em nhé. Mở cho anh em xem này. Anh em thấy chưa? 442, 10 điểm xỉu. Test bán tiếp theo cho anh em xem này. Đấy, bất kể ai làm cái cũng được. Đấy, mình chỉ cần làm tay con thôi. Mình có cái món đồ chơi này là mình có thể chơi được rồi. Thì vừa rồi là máy nó báo hai rung. Hai rung thì chắc chắn anh em đánh tài nhé. Đấy, đánh 5 tỷ bán tài này, mở cho anh em xem này. Anh em thấy chưa? 446. Đấy, 14 điểm tài. Test bán tiếp theo cho anh em xem này.
khi anh em đã có những cái công nghệ này thì anh em chỉ cần vào sân chơi này anh em làm chủ được cuộc chơi rồi đấy. Thì vừa rồi để anh em thấy nó máy báo nó một rung thì chắc chắn anh em đánh xỉu anh em nhé. Đấy, tôi bán nhà bán cửa đánh xỉu cho anh em xem này, mở này anh em thấy chưa, 622 10 điểm xỉu đấy. Bây giờ tôi sẽ anh em là anh em cứ thắc mắc là máy nó báo có to hay không đấy, thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp cái máy này trên tay đấy, tôi để gần cái cam này cho anh em để anh em có nghe thấy được cái nhịp rung của nó không nhá, tôi test cho anh em luôn này đấy. Thì vừa rồi là máy nó báo cho tôi là hai rung thì chắc chắn anh em đánh tài anh em nhá. Đấy, máy nó rung rất là êm nên là anh em có phát hiện được không nào, mở cho anh em xem này, anh em thấy chưa, 443 11 điểm tài đấy. Thì anh em nào quan tâm muốn tìm hiểu thêm về cái bộ sản phẩm mới bên công ty chúng tôi thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình. Hôm nay tôi lại gửi đến cho anh em một vài cái món đồ chơi được khẳng định với anh em luôn, anh em săn tìm cái thị trường Việt Nam hiện nay anh em này. Cái hàng này nó không với bát đĩa quân vị anh em, để tôi sóc cho một vài tiếng này. Bát đĩa quân vị mình không luồn vàng anh em này, lẻ anh em này, không thể sai được anh em. Ba trắng này, tiếp này. Đĩa bát quân mình không liên quan, anh em lên thử hàng tôi cầm đồ đạc lên trắng này. Anh em tứ tử đen này, chuẩn xác này, một vài tay nữa này, vị lạ được anh nhé, cả con là cái đều chơi rất ok, lẻ này, chuẩn xác này, ba trắng này, đồ đạc chuẩn chỉ, tay nữa này, bán hàng với tiêu chí uy tín là vàng, sẽ có một phiếu bảo hành cho anh em đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm, tiếng này lẻ anh em này, chuẩn xác ba đen anh em này, đây một phiếu bảo hành đầy đủ công ty của tôi, có trung tâm bảo hành chính hãng anh em nhá, ở đường 26 đường Mỹ Đình anh em này. Bây giờ tôi sẽ sóc cho anh em cái vị gọi là cái vị thăng long anh em nhé, nhặt cho anh em một vài cái vị thăng long để anh em kiểm chứng cho anh em là đồ chơi nó có ok không, vị cắt to cắt nhỏ nó rất là ok, bát đĩa mình không luồn vào. Cái thời điểm của năm ngoái đánh cái bát hình đĩa khiển đĩa chiều nó rất là chuẩn chỉ rồi, nhưng năm nay thắng ra một cái siêu phẩm mới này, lẻ này. Tất cả các thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em nhé. Tiếp này, chẵn này, không thể sai được anh em này, gấp đôi tiếp này, cho anh em một tay nữa anh em nhé. Các loại vị đều chơi được, villa thăng long chắn đóm bài thuốc, tiếng này khẳng định nẻ này anh em này, ba trắng anh em nhé, chuẩn xác. Thì vừa rồi tôi trực tiếp đánh vài ba tay, đó là cái máy A88 anh em này, cái hàng này là cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay, chỉ to hai ngón tay thôi. Em ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo, đây cái bệ quét 360 độ, nó quét tất cả các loại mặt quân vị từ villa thăng long chắn đóm bài thuốc anh em này. Tôi sẽ quy hộp cho anh em một bộ sản phẩm anh em này. Anh em mua hàng tôi sẽ được một phiếu hành đổi mới một tháng bảo hành một năm anh em nhé. Đây là cái máy con A88 này anh em này, đẳng cấp chuẩn chỉ chính hãng, một dây cáp này, một sách nước sử dụng này, chữ tín là vàng rồi nên anh em yên tâm về cái chất lượng đánh giá một cái sản phẩm cao cấp. Cách chơi cách sử dụng ra làm sao, ví dụ anh em sân chơi anh em người ta chơi cái vị bài đi, đây ví dụ là cái vị bài chơi sân chơi, ở đây cái vị bài anh em lập trình ở nhà. Ở trong kênh YouTube của tôi có tất cả các loại vị rồi, từ villa hay thăng long hay chắn đóm, thì bây giờ tôi sẽ làm em cái vị bài. Cách sử dụng ra làm sao thì sấn vị luôn để đỡ mất thời gian của anh em nhé. Cắt vị luôn này, cắt to cắt nhỏ là rất ok, cự ly đánh 3 mét anh em nhé. Đấy, 4 vị của sân chơi người chơi hay là người ta góp vị anh em này, kể cả người ta góp vị luôn, bây giờ tôi cắt cho thêm vị cho anh em để anh em lựa chọn. Trong video không có cắt ghép hay giản dựng anh em nhé. Rồi tôi cắt cho anh em mỗi loại đôi ba cái cho anh em có thể nhặt thoải mái đây. Rồi mình lấy ngẫu nhiên cho anh em để anh em 4 cái lại đây. Rồi đây là cái vị anh em lập trình ở nhà, biết nhà chơi cái vị, tất cả loại gáy của cái mặt bài này nó sẽ giống nhau anh em nhé. Thì em lưu ý thu là thu cái mặt gáy, không thu mặt đằng trước, hay vị thăng long hay vị villa hay vị đóm chắn đều thu cái mặt gáy quân vị anh em nhé. Cái hàng này là máy đẳng cấp nhất hiện nay, cách chơi cái sử dụng này có công tắc này anh em này, gạt nó lên này anh em nhé, gạt một lớp lên này, tất cả các thông tin chi tiết anh gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình, có lớp em bấm lên này, rồi em đặt trực tiếp cái máy A88, cái vị bài lên cái A88 này anh em này, sau 5 đến 10 giây máy sẽ báo rung anh em này. À, tôi gạt lại đây này. Rồi tôi sẽ bấm lại gạt vào này, rồi đã báo rung rất chuẩn chỉ rồi, tôi sẽ gạt lên để đánh anh em này. Rồi bây giờ tôi sẽ để trực tiếp là cái đĩa này để cùng cảm nhận nhịp rung, cái bệ quét 360 độ quét tất cả các dữ liệu đều rất chuẩn xác anh em nhé. Đây là vị sân chơi đang chơi sân chơi, mình không liên quan này anh em này. Bát đĩa quân vị đó là xanh chín, lên từ hàng cầm đồ đạc bát đĩa đi, không liên quan bất cả một cái gì cả. Đấy, cái máy A88 là đồ chơi đẳng cấp nhất, cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay, có quét mặt quân vị
anh em nhé. Một này, một là lẻ anh em này, chuẩn xác này. Bây giờ sẽ bật rồi, tín hiệu lên để cho nó thu xa hơn nữa anh em này. Sau khi đã rung một nhịp đo chuẩn rồi, bây giờ tôi sẽ trực tiếp lên một này, lẻ này, anh em thấy không? Ba đen anh em nhé. Vào sân chơi chỉ cả công tắc lên là chơi thôi. Đặt xuống này, một này, tiếp tục cầu lẻ này, ba trắng anh em này, không thể sai được nhá. Tiếp này, sóc mạnh hay dài tay hay ngắn tay đều rất ok. Một này, tiếp bẹt lẻ 50 triệu lẻ này em này, không thể sai được nhá. Ba trắng. Tiếp này, đồ chơi đi chơi là hiệu quả nhất, công nghệ 4.0 rồi, không phải đánh xanh trí, không phải luồn bát đĩa quân vị nữa. Khẳng định với em luôn, tiếng này nó lẻ em này. Ba trắng đi, ba đen em nhá, cho em hai tay cuối. Đồ đạc máy móc rất chuẩn chỉ, bán hàng bảo hành 1 năm, đổi mới 1 tháng. Bạc đã đi chẵn anh em này. Sấp đôi này. Anh em tiếp này. Đồ chơi an toàn kín đáo bảo mật, cứ đi đánh 3 mét thì chẳng chơi đồng đồng chung một tùy áo. Bẹt cầu chẵn này, 50 triệu chẵn này. Tiếp sấp đôi này, tay cuối cùng anh em tôi sóc dài một chút này. Ai cầm cái sóc cái được, cứ đi đánh xa nhất 3 mét. Một này. Bẹt cầu à, tiếng này đi lẻ anh em này, tôi đánh 1 tỷ lẻ này. Không thể sai được em nhé. Khẳng định với em luôn, chuẩn chỉ, chính xác, an toàn kín đáo. Em alo trực tiếp xuống lại trên màn hình. Tôi bán tất cả đồ cờ bạc bịp, máy bài kính áp tròng, bầu cua tài xỉu, hack game, dạy bài thế không. Hôm trước anh em tắt đi này. Đây là cái chân sạc của nó anh em này. Sạc trực tiếp điện 220V anh em nhé. Đây bệ quét của nó đây. Anh em mua đồ cờ bạc bịp hay là máy đánh bài kính áp tròng, bầu cua tài xỉu, hack game, dạy bài thế không, em qua bến xe Hà Nội, khu vực Sài Gòn, anh qua bến xe Đông. Cơ sở tôi cạnh cổng bến rồi để anh em thuận tiện đi lại. Ở xa thì gửi bưu điện, đường xe khách, xe ca, đường xe đò cho anh em.